Khoa học trí tuệ đầu tư với hơn 200.000 người đã học từ năm 2012 đã quay trở lại vào tháng 5 này. Đây là khóa học 3 ngày chia sẻ về bất động sản, doanh nghiệp và chứng khoán. Khám phá bí quyết đầu tư với số vốn từ 500 triệu cho đến 500 tỷ. Với sự góp mặt của các diễn giả và chuyên gia hàng đầu, 1. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam, Ủy viên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, sẽ chia sẻ và phân tích bức tranh tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam, chính sách nhà nước và cơ hội của nhà đầu tư giai đoạn 2023-2024. 2. Chuyên gia, nhà đào tạo Nguyễn Thành Tiến, chuyên gia bất động sản được trả phí cao số 1 Việt Nam. Nội dung chia sẻ: những bí quyết để cơ cấu vốn và quản lý doanh nghiệp hiệu quả, chiến lược đầu tư với số vốn từ 500 triệu đến 500 tỷ. 3. Giáo sư Hà Tôn Vinh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tổ hợp giáo dục, đào tạo và tư vấn quản lý Stella Management, chuyên nhiệm chương trình giáo dục và đào tạo doanh nghiệp cao cấp của Đại học Tổng hợp California Mizama University tại Việt Nam, chuyên gia tư vấn cao cấp cho nhiều dự án của ngân hàng thế giới. Nội dung chia sẻ: từ tư duy phá hủy sáng tạo đến hành động đổi mới. 4. Chuyên gia Đặng Trọng Khang, chuyên gia chứng khoán và IPO tại Nick. Nội dung chia sẻ: những chiến lược đầu tư để thoát khỏi 95% nhà đầu tư rủi ro và tối ưu lợi nhuận từ cổ phiếu. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Bấm vào đường link bên dưới để đăng ký tham gia ngay. Hotline 1900 6713.